như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề đó, thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ show các bạn là cho cái mùa hè này thì Gà đã mua những cái gì, và đồng thời thì Gà sẽ thử nó lên người luôn. Thì Gà cảm thấy là đồ trong video này khá là nhiều nên bây giờ mình nên bắt đầu luôn ha, không thì không mất tiêu đâu đó. Bây giờ Gà sẽ bóc random lên thôi ha. Thì cái item đầu tiên đây thì Gà có, đây là một chiếc áo top màu trắng, và lúc mặc thì nó sẽ như thế này nè, rất là sexy đúng không? Thì cái áo này Gà cảm thấy là nó căn bản là nó khá là dày dặn, rồi xong cái form của nó cũng rất là xinh nữa đúng không? Mặc lên thì mình có thể phối chung với lại quần dài nè, hoặc là mình có thể phối chung với lại là chân váy, mà cái cũng rất là xinh. Và ở cái phần trên này thì các bạn có thể thấy là có cái dây để mình có thể chồng qua cổ, thì nếu mà khi mình chồng qua cổ như vậy thì các bạn yên tâm sẽ không bị tụt đâu, mặc dù Gà mặc áo này Gà rất là sợ tụt luôn, tại vì cái ngực của Gà không? Really nigga. Rồi cái top thứ hai mà Gà có thì đây là một cái top thì nó rất là basic. Thì Gà nghĩ là cái top này Gà sẽ phối chung với lại là blazer này, hoặc lâu lâu mặc không cũng được. Ví dụ như là 11 giờ đêm lúc mình ở Sài Gòn thì mình có thể mặc áo quay, áo ba dây này, xong mình chạy ra đường thì lúc đó nhìn mình trông mát mẻ sexy đúng không? Lúc nào 11 giờ đêm mặc áo quay chạy ra đường thì Gà rất là thích cái chuyện đó. Nói chung là hồi Gà còn ở Sài Gòn thì lúc nào cũng mặc áo quay chạy ra đường lúc 11 giờ. 2000 years later. Sao mà Gà đi uống bia? Thì đây là một trong những cái kiểu áo mà Gà cảm thấy là rất là dễ phối hợp. Tinh tinh. Và đặc biệt nhân tiện vừa mới nói cái áo quay lúc nãy thì Gà có ở đây là một cái quần đỏ. Cái quần này thì nhìn nó sặc sỡ đúng không? Nhìn nó khác hoàn toàn so với những cái áo trắng lúc nãy. Thì trong đầu Gà lúc mà Gà mua cái quần này thì Gà nghĩ chắc chắn là Gà sẽ phối chung với lại cái áo trắng lúc nãy. Gà cảm thấy cái set này sẽ rất là phù hợp để mình có thể giống như là đi ăn sáng chẳng hạn, hoặc 11 giờ đêm chạy ra đường uống bia, thì Gà thấy cái set này rất là phù hợp. Tiếp theo ở đây nữa thì Gà có một cái áo gọi là off shoulder. Thì cái này một bên của nó mình sẽ vắt lên như vậy này, còn cái bên này thì nó xuống hoàn toàn luôn. Và cái chất của cái áo này thì vừa mới nhìn Gà rất là thích luôn á, kiểu các bạn có thể kéo giãn, các bạn có thấy không? Nói chung là thì đây là một cái áo mà cảm thấy là cũng rất là hợp cho những đêm quẩy, những đêm mà 11 giờ đêm chạy ra đường ở Sài Gòn đó. Tuyệt vời, nói chung là lúc Gà mua đồ lúc nào cũng nghĩ là mình có mặc để quẩy được không á, tại chắc Gà thích đi quẩy á. Cô Gà. Cô Gà. Rồi tiếp theo ở đây lại là một cái áo nữa để đi quẩy. Nhưng mà thật ra cái áo này á, các bạn nhìn đúng không? Thì nhìn đằng trước ở đó nhìn nó có vẻ rất là, nói chung là kiểu nó cũng bình thường thôi, nó có xẻ ra chút xíu thôi nè. Tuy nhiên ở phần lưng tên tên thì nó trống hoàn toàn, nó không có một cái gì hết. Và cái áo này thì thích hợp để mặc đi đâu, mình có thể mặc đi ăn nè, đi uống nè, đi ăn tối, đi cà phê hoặc là đi quẩy. Các bạn có thấy nó hơi ống ánh không? Nó kiểu chất, cái chất này á là cái chất kiểu satin á, nó cũng hơi kiểu lụa lụa một chút xíu, nên nếu mà mặc đi quẩy thì các bạn cũng sẽ rất ống ánh. Và tiếp theo là một cái quần rồi để đi quẩy. Cái mức này là một cái quần cực kỳ extra. Các bạn có thể thấy là chất của nó là chất kiểu này, gọi là kiểu gì ta, kiểu da bóng bóng lưỡng lưỡng, xong rồi mặc vô nó sẽ ôm từ trên xuống dưới. Không, thật ra nó không ôm lắm, tuy nhiên là cái quần này khá là đứng form, xong nhìn chân các bạn sẽ rất là kiểu ngầu lòi cái kiểu, xong các bạn bước vô bạn đỉnh thôi rồi. Ok, xong tiết mục đi quẩy thì bây giờ sẽ là tiết mục lịch sự cho những buổi cà phê nhẹ nhàng ban ngày. Thì ở đây là có một cái áo sơ mi nè, nhìn nó rất là lịch sự, cổ nó còn kín cổng cao tường, đằng sau thì hoàn toàn không hở cái gì hết. Nói chung là Gà thấy cái này kiểu rất là kiểu thương luôn á, nó vừa có đính mấy cái viên ngọc ngọc nè, rồi nó còn kiểu có nơ ở cổ, và cái màu này Gà cảm thấy là rất là dễ phối á. Đây là cái màu rêu trung tính thì Gà cảm thấy là cực kỳ dễ phối luôn. Cũng có cùng cái tông như vậy thì ở đây Gà có một cái áo khác nữa, đây là áo off shoulder, đặc biệt thì nó sẽ như vậy nè. Thì cái áo này căn bản thì Gà thấy là nó y chang áo lúc nãy, nhưng mà nó off hai bên. Rồi tiếp theo là một cái áo còn lịch sự hơn cả lịch sự, đây là một cái áo sơ mi trắng rất là basic. Tuy nhiên thì nè, các bạn có thể thấy là nó có thể cắt điệu phần cổ nè, rồi phần tay áo nè, phần len áo này nè, mình không biết gọi cái này là cái gì, dọc theo tay áo nó cũng cắt điệu luôn. Thì nói chung là mình không phải là một đứa thích mặc đồ basic lắm, mình thích mặc đồ kiểu extra một chút xíu á. Thì cái phần cổ đằng trước cũng may rất là đều, thì cảm thấy là cái áo này nè sẽ rất là hợp trong những cái ngày mà các bạn phải gặp những người quan trọng trong cuộc đời, những người quan trọng á, những người quan trọng tới công việc rồi.
Tiếp theo ở đây là có một cái áo, thì cái áo này có vẻ là nó là cái áo basic nhất trong cái haul lần này. Thì đây là một cái áo đó, nó chỉ vậy thôi, và chất cũng rất là chất linen, mặc rất là mát. Và đặc biệt thì rất là thích cái màu này. Xong mặc lên thì nó sẽ rất là sáng da, với lại là cái form này á, kiểu nó cũng thoải mái đủ. Ví dụ như là mình đi shopping được cái kiểu mình phải đổ mồ hôi nhiều thì chất mình mặc cũng rất là mát. Rồi ở đây là lại có thêm một cái áo sơ mi nữa. Trời, siêu nhiều sơ mi luôn. Thì cái áo sơ mi này đó, nó là một cái áo sơ mi màu xanh sọc sọc, mình rất là Hàn Quốc. Thì các bạn là gà cảm thấy là mặc đồ mà style Hàn Quốc như vậy là hợp với gà nhất nè. Mặc dù là lâu lâu là cũng muốn sexy á, nhưng mà cái mặt của gà cộng với cái body của gà thì sexy thì nó không có vô lắm. Nên thường thường những cái áo như thế này nè thì sẽ là nói chung là trợ thủ đắc lực. Với lại là khi mà các bạn ví dụ như mặc những cái áo quay ra đường á, thì các bạn cũng sẽ khoác thêm những cái sơ mi mà form nó là oversize một chút xíu vậy để extra thêm cho bộ đồ. Ok. 2000. Rồi, hai item cuối cùng trong video ngày hôm nay thì sẽ là hai món rất là signature cho những người Đà Lạt. Thì ở đây là có một cái áo len, một cái váy len nó oversize. Màu của nó là màu xanh cổ Việt, thì rất là thích màu này. Nói chung là cả cảm thấy ai mà mặc màu này là tay luôn á. Thì rất là tay, kiểu xong nó còn cao cổ nè. Xong trong những buổi tối lạnh lẽo mình đi hẹn hò, mình chỉ cần mặc cái này xong rồi mình cúc thêm một cái đôi boots hoặc là cao rồi là cảm thấy nhìn đủ rồi đó. Và cuối cùng thì có một cái áo, một cái áo khoác. Thì cái áo khoác này nó mặc vô các bạn nó sẽ như thế này nè. Thì đây là cái màu mình rất là thích, một cái tông nude mà nó có cái sắc hồng đất với lại là cái sắc sắc hồng khói. Ok, đây là màu hồng khói. Thì đây là màu hồng khói nha. Thì mấy cái khúc này nè, các bạn có thể học chủ yếu là gà mua, bởi vì gà cảm thấy nó có phần tu rua ở tay và phần tu rua ở chân áo rất là xinh. Thì như các bạn cũng nhìn thấy những tiêu đề đó trong video ngày hôm nay, gà đã đề rõ là đây là thrift haul. Thì những cái sản phẩm mà gà mua trong video ngày hôm nay, những cái bộ quần áo mà gà vừa mới cho các bạn xem đó, thì giá của nó rất là ok, giá của nó rất là rẻ. Và nói chung là nó lại rất là phù hợp để mặc trong mùa hè nè, mặc đi chơi, đi học. Thì gà hy vọng là trong video này ngày hôm nay các bạn sẽ tham khảo ít nhất là một đến hai món đồ mà các bạn cảm thấy là có thể bổ sung vào tủ đồ mùa hè của mình ha. Từ đây là gà đã quyết tâm ra video thường xuyên và chăm chỉ hơn rồi, nên các bạn nhớ like và subscribe cho First Date nha. Bye bye các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.